Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trời rất mưa, tôi sẽ ship chiếc xe này xuống Quảng Ninh cho khách. Chiếc xe Ford Ranger XLS 2017. Đây là một trong những chiếc xe giao dịch nhanh nhất tại cửa hàng chúng tôi. Sau khi phát video trực tiếp được 30 phút là chúng tôi đã nhận được tiền đặt cọc và anh khách đã đặt cọc với số tiền bằng nửa chiếc xe luôn. Khi chỉ xem xe qua video và giao dịch trên điện thoại mất 3 phút, anh khách rất nhiệt tình và tin tưởng nên hôm nay tôi trực tiếp đi chiếc xe này xuống tận Quảng Ninh để giao cho anh. Những chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS số tự động lúc nào cũng hot, gần như mua về chiếc nào là bán ngay chiếc đó. Chiếc xe này sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Một chủ từ đầu mới chạy chuẩn hơn 5 vạn km nên còn rất mới, dàn lốp còn nguyên, lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ. Về chất lượng chiếc xe này thì không có gì để bàn. Xe còn rất mới, rất chắc chắn nên tôi đang trải nghiệm trên quãng đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với tốc độ 120 km/h sử dụng cruise control nên đi cảm thấy rất nhàn và yên tâm. Là mẫu xe bán tải đa dụng, chạy đường địa hình, nhưng với đường trường, tốc độ cao đi cũng vẫn rất tốt. Và lúc này thì tôi cũng đã sang đến đất Quảng Ninh. Tôi cũng vừa thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch để vào đất Quảng Ninh. Đường Hải Phòng Quảng Ninh đẹp quá. Từ Hà Nội xuống đến Tuần Châu tôi chỉ mất 1 giờ 40 phút. Tôi dùng lại và nghỉ tại đây đồng thời để liên hệ khách, hẹn địa điểm xem xe và giao xe. Và anh khách hẹn gặp tại ngã tư trước cổng bến xe Bãi Cháy. Tôi đã gặp anh khách và quá trình xem xe, kiểm tra xe và thanh toán cũng chỉ diễn ra trong ít phút. Vì chiếc xe rất mới, không làm anh thất vọng mà rất vừa ý anh. Nên giao dịch đã thành công trong niềm phấn khởi của cả hai bên. Cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, vạn dặm bình an bên chiếc xe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.